các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lương Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn chủ đề Hãy để súng lại và mang bánh cannoli về nhà. Đây là câu nói nổi tiếng trong bộ phim Bố già The Godfather. Câu nói nổi tiếng các bạn. Thì chủ đề này nói xung quanh về những cái vấn đề, những cái tiêu cực mà con người thường hay mang về gia đình. Đây là một cảnh báo, một lời nhắc nhở cho những người hãy nhớ rằng gia đình là một tổ ấm. Tất cả những tiêu cực, những bực bội, những rắc rối, rối rắm, những cáu gắt nên để lại bên ngoài. Có câu chuyện về một cô bé trong gia đình cha mẹ đã ly dị. Cô bé kể rằng sau khi ba bỏ đi với người phụ nữ khác, mẹ trở nên cay nghiệt hơn, dễ buông lời mắng chửi. Em cố gắng ngoan hơn cũng không làm mẹ buồn thêm, nhưng mẹ lại không nguôi những cơn giận. Những điều như vậy nhiều khi lại là xa xỉ đối với những trẻ em, trong khi cha mẹ trong cuộc sống bởi vì rất nhiều áp lực lại hay đánh chửi, nói lời xúc phạm con trẻ như một thói quen. Về câu chuyện của người thợ mộc, có một người thợ mộc ngày nào cũng trở về nhà trong trạng thái buồn phiền mệt mỏi. Vì công việc của anh có nhiều khúc mắc, nhiều đòi hỏi và phật ý của khách hàng. Suốt cả chặng đường về, tâm tư anh rất mệt mỏi. Khi về đến nhà, anh đứng im một lúc trước cửa, dùng tay vuốt ve lên cây cảnh ở góc thềm. Và khi anh mở cửa bước vào nhà, anh biến thành một con người khác. Gương mặt anh rạng rỡ nụ cười, anh ôm con và dịu dàng hôn vợ. Rồi mỗi sáng anh lại đứng trước cái cây một lúc rồi vui vẻ ra đi. Người hàng xóm lấy làm lạ trước hành động này của anh nên tò mò hỏi. Mỗi khi anh đi làm về, tôi thấy anh đứng vuốt cây cảnh trước nhà, điều đó có nghĩa là gì vậy? Ồ, đó là cây phiền muộn của tôi. Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền tối trong công việc, trong cuộc đời. Cũng chắc chắn là không nên đem những phiền tối ấy để gây khó chịu với vợ con, những người đã đợi tôi suốt một ngày dài. Vì vậy, mỗi buổi chiều về, tôi đem hết muộn phiền, bực dọc của mình gỡ lên cây ngọn cây đó. Về những biểu hiện cảm xúc tiêu cực là gì? Theo các chuyên gia định nghĩa rằng cáu gắt là cảm xúc thường gặp của con người, phát sinh bởi những yếu tố tác động từ bên ngoài hoặc ngay chính bên trong cơ thể bạn. Ví dụ như áp lực khó khăn trong cuộc sống gây căng thẳng, tụt đường huyết hay thay đổi nội tiết tố. Tính cáu gắt kéo dài dễ bị nhiễm trùng hoặc đái tháo đường, rối loạn tinh thần như chứng lo âu và trầm cảm. Các biểu hiện như sau: khó tập trung lơ đễnh, tiếng mồ hôi hoạt động quá mức, nhịp tim đập nhanh, thở nhanh hoặc nông. Những nguyên nhân những cảm xúc tiêu cực: thứ nhất, thiếu ngủ là nguyên nhân gây cáu gắt hàng đầu. Áp lực cuộc sống đè nặng, trầm cảm và những tâm trạng tiêu cực đi kèm. Lo lắng quá nhiều cũng dẫn đến cáu gắt. Chứng ám ảnh, nỗi sợ hãi. Lượng đường trong máu hao hụt cũng sẽ làm cho bạn khó chịu, cáu kỉnh, mất cân bằng nội tiết tố gây thay đổi tâm trạng. Hội chứng tiền mãn kinh của phụ nữ. Theo đuổi những thứ sai lầm. Không chia sẻ xong tâm sự được với ai, sống khép kín. Rượu bia quá nhiều. Thói quen xấu nhiều, cờ bạc, làm việc tiêu cực. Giao du với người tiêu cực. Môi trường tiêu cực. Sợ thay đổi. Những giải pháp để các bạn có thể làm cho có cáu gắt, khó chịu, vơi đi hoặc dứt hẳn. Thứ nhất, các bạn phải xác định rõ nguyên nhân vì sao bị cáu gắt. Vì sao những cảm xúc tiêu cực đó có ngự trị trong con người của các bạn. Tinh thần trầm cảm, các bạn nên gặp bác sĩ hoặc những chuyên gia tâm lý, có thể cho thuốc uống hoặc những lời khuyên. Mất cân bằng nội tiết tố, các bạn nên gặp bác sĩ và thay đổi chế độ ăn uống hoặc điều chỉnh lối sinh hoạt. Trải lòng cùng với những người thân, bạn bè, chia sẻ với người thân. Quan niệm áp lực cuộc sống là bình thường, sự nghiệp càng cao thì áp lực càng cao. Các bạn cần phải có quan niệm này. Áp lực cuộc sống là luôn luôn nó hết sức bình thường trong cuộc sống. Và công việc, sự nghiệp các bạn càng cao thì áp lực nó sẽ càng cao. Và các bạn hãy nhớ buông bỏ những thứ sai lầm, rèn luyện những thói quen tốt, tích cực chủ động với sự thay đổi. Và một giải pháp tốt nhất, và theo tôi là, và tôi thường hay thực tập hàng ngày, là các bạn nên thực hành ngồi thiền. Có thể các bạn ngồi thiền 20 phút, 60 phút. Có bạn thậm chí
ngồi 2 tiếng, tương đương 120 phút. Nhất là những doanh nhân, những nhà lãnh đạo cao cấp, áp lực nhiều, két nhiều. Các bạn hãy dành thời gian mỗi ngày để hành thiền, nó sẽ giúp các bạn. Rồi cha mẹ sẽ làm gì khi con cái mang tiêu cực về nhà? Đầu tiên, các bạn hãy nhìn nhận cảm xúc tiêu cực của con nhưng không chịu trách nhiệm về những cảm xúc ấy. Nhìn nhận cảm xúc của con và cho con biết bạn sẵn sàng lắng nghe con chia sẻ. Bạn có thể nói, con đang bực bội à, hôm nay có chuyện gì hả? Thôi vào tắm rửa thay đồ rồi kể cho cha mẹ nghe. Cha mẹ sẵn sàng lắng nghe con. Đó, các bạn nên có những câu nói như thế. Và khi con gắt gỏng quăng ném đồ đạc, thì các bạn phải nói, biết con đang giận nhưng con không được quăng ném đồ đạc gắt gỏng với cha mẹ. Ba mẹ đâu có lỗi trong chuyện này. Con hãy đi tắm rửa thay đồ rồi sẽ kể ba mẹ nghe. Trạng thái cơ thể sẽ làm tâm trạng khó chịu khuyến khích con. Con sẽ thay đổi. Và hãy nhớ hoàn toàn tập trung bên con, lắng nghe con kể. Chỉ cần được lắng nghe trọn vẹn thôi là con đã thấy nhẹ lòng. Và mọi phân tích phán xét hãy để sau. Và hãy nhất là tôn trọng cảm xúc của con. Đừng bao giờ nói những câu có vậy mà cũng buồn. Trời ơi, đáng gì đâu mà con giận hay thôi quên đi. Đừng bao giờ bạn nói câu như thế. Hãy nói, ừ, hẳn là con phải giận lắm. Nếu là ba mẹ, chắc ba mẹ cũng buồn. Đó, ba mẹ có thể hình dung là con cảm thấy như thế nào. Hãy thông cảm với nỗi buồn giận của con. Trải qua những chuyện đó, có những cảm xúc đó là bình thường. Hãy nhấn mạnh rằng, cảm xúc đó là bình thường, không có gì là sai. Hãy chia sẻ chuyện mà các bạn đã từng có trải nghiệm trong quá khứ. Hạn chế và cẩn thận khi đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người xung quanh khiến con cảm thấy nạn nhân đáng thương hại. Một điều sai lầm là con nóng giận, con buồn bực, con cáu gắt, các bạn lại đổ thừa cho hoàn cảnh, các bạn không nên như thế. Bởi vì nếu các bạn đổ thừa hoàn cảnh cho người khác, thì con mình sẽ không thấy được những nhược điểm, những tồn tại của bản thân. Và hãy nhớ rằng, giải quyết những cáu gắt, những tiêu cực trong cuộc sống là bản thân con cái các bạn phải thay đổi. Hãy nhớ điều đó. Và cũng không nên dùng quyền lực phụ huynh để can thiệp vào tình huống. Ví dụ như để cha đến trường, cha giải quyết giúp con, cha đến cơ quan, cha giải quyết giúp con. Các bạn đừng bao giờ làm như thế. Nếu các bạn thấy tình huống đặc biệt nghiêm trọng phải can thiệp, hãy hỏi ý kiến của con hoặc ít nhất thông báo cho con biết bạn sẽ có những hành động như thế nào. Và hãy làm chỗ dựa chia sẻ một ngày buồn bực cho con. Nếu làm được điều này thường xuyên, bạn sẽ không sợ con giấu giếm mình điều gì. Bởi vì con tin tưởng bạn là chỗ lắng nghe tuyệt vời hết mọi điều tốt xấu. Đây, mẫu chuyện. Chuyện để hãy để súng lại mang bánh cannoli về nhà. Trong bộ phim Bố già The Godfather nổi tiếng của Mỹ, khi Peter Lemenza, một cánh tay mặt của bố già, rời nhà để xử lý một kẻ thân cận làm hỏng việc của nhà Don Vito Corleone, vợ của ông nhắc ông nhớ ghé tiệm bánh để mua ít bánh cannoli mang về nhà. Bánh cannoli là một loại bánh ngon của người Ý đó các bạn. Lemenza đã nói câu thoại nổi tiếng này với tay sát thủ khi xong việc: hãy để súng lại và mang bánh cannoli về nhà. Nếu bạn là một doanh nhân khởi nghiệp, công việc sẽ chiếm phần lớn thời gian của bạn. Nhưng đừng nên để điều này xen vào những nghĩa vụ gia đình của bạn. Cũng như Don Vito Corleone nói, một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình không bao giờ có thể là một người đàn ông thật sự. Lời khuyên cuối cùng dành cho bạn: hãy bản lĩnh và đứng cao hơn vấn đề của bạn. Nếu bạn thấy video clip này hay, giá trị, hãy like, đăng ký kênh YouTube Tiến sĩ Lê Hồng Tư, TikTok, Twitter, Instagram, Telegram, Zalo. Cảm ơn các bạn.